Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tuổi già không hẳn sức yếu, điều quan trọng là cần tuân thủ hướng dẫn phòng bệnh, áp dụng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý, đảm bảo giấc ngủ ngon, tinh thần lạc quan cùng lối sống lành mạnh sẽ tránh được bệnh. Sau đây là những lời khuyên của các bác sĩ giúp người cao tuổi phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bộ Y tế hướng dẫn cách giảm nguy cơ lây nhiễm virus là vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên với xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi ra khỏi nhà hay tiếp xúc với nhiều người, tránh sờ tay chưa được rửa sạch lên vùng mặt, mắt, mũi, miệng vì sẽ khiến virus có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Do dễ bị mầm bệnh tấn công, bậc cao niên cần giữ nơi ở sạch sẽ, thoáng mát, dùng quạt thay cho điều hòa, nhà cửa nên thường xuyên vệ sinh, khử trùng, nhất là các nơi, bề mặt, vật dụng tiếp xúc thường xuyên như phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, tay nắm cửa. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà cần đeo khẩu trang đúng cách, không sờ lên mặt ngoài khẩu trang, không nên dùng một chiếc khẩu trang nhiều lần. Khẩu trang vải cần giặt sạch, phơi nắng cho khô sau mỗi lần sử dụng. Người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu nên cần hạn chế đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với nguồn có nguy cơ lây nhiễm. Khi ho hoặc hắt hơi, nên che kín mũi, miệng bằng khăn tay, khăn giấy, khẩu trang hoặc khuỷu tay để bảo vệ sức khỏe người xung quanh. Chế độ dinh dưỡng trong mùa dịch COVID-19. Chế độ dinh dưỡng cân đối lành mạnh với đầy đủ dưỡng chất thiết yếu có thể giúp người cao tuổi ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe phổ biến như táo bón, vấn đề về tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, thừa cholesterol. Các thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng giúp người cao tuổi có sức khỏe tốt, tăng cường khả năng miễn dịch. Trong mùa dịch bệnh, thực đơn cho người cao tuổi cần đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm: chất đạm, protein, chất béo, chất bột đường, nhóm rau xanh quả chín. Trong đó, cần lưu ý nên bổ sung các loại thực phẩm, chất béo lành mạnh, chất béo tốt cho sức khỏe như các loại hạt, quả bơ, cá béo và dầu thực vật, đặc biệt là dầu ô liu. Cần hạn chế tối đa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì nguyên hạt rất giàu dinh dưỡng, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho tim. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau xanh, hoa quả giúp ngăn ngừa táo bón, cung cấp vitamin, chất khoáng, chất xơ cần thiết cho cơ thể, duy trì cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hoặc protein từ các loại đậu, trứng, thịt gà, cá và thịt nạc, cũng như các loại hạt để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, nên bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao miễn dịch bao gồm vitamin A, C, E, một số vi chất như sắt, kẽm, vitamin D. Các vi chất dinh dưỡng này có trong rau củ, trái cây như bưởi, cam, chanh, đu đủ. Vitamin D thường ít có trong thực phẩm mà phải bổ sung dạng chế phẩm hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Người cao tuổi cần ngủ đủ giấc mỗi đêm. Ngoài ra, người cao tuổi nên chú ý đến giấc ngủ. Mỗi đêm, người cao tuổi cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Người cao tuổi thường dậy sớm nên thời điểm đi ngủ tốt nhất là khoảng 21 đến 22 giờ. Giấc ngủ muộn sẽ không đủ thời gian cho cơ thể hồi phục. Phòng ngủ nên yên tĩnh, tắt đèn hoặc ánh sáng nhẹ. Nhiệt độ phòng khoảng từ 26 đến 27 độ C và thoáng khí. Người cao tuổi nên thư giãn nhẹ nhàng, tránh nghĩ đến chuyện phiền muộn để giấc ngủ ngon hơn. Trước khi ngủ 1 đến 2 tiếng, không nên ăn no. Có thể uống một ly sữa ấm giúp giấc ngủ sâu hơn. Vận động thường xuyên để nâng cao sức đề kháng. Người lớn tuổi thường hay bị mệt mỏi khiến ngại vận động. Đây là dấu hiệu bình thường khi cơ thể đã bước vào giai đoạn lão hóa. Để năng vận động, đôi khi cần có sự hỗ trợ, động viên từ người bạn đời, bạn bè hoặc từ con cháu. Hai hay nhiều người cùng tập luyện sẽ có thêm động lực và niềm vui. Ngoài tập dưỡng sinh, đi bộ, các bậc cao niên có thể tập các môn có cường độ thể lực trung bình thấp như đạp xe, chạy bộ, đánh cầu lông, bơi lội một cách nhẹ nhàng. Quan trọng là phải lượng sức mình mà luyện tập và không thể sánh với thanh niên được. Mỗi ngày, người cao tuổi nên vận động cơ thể nhẹ nhàng từ 30 đến 45 phút sẽ giúp cơ thể giải phóng năng lượng, xương khớp chắc khỏe, dẻo dai, góp phần cải thiện hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.